Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. 13 dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội sắp mở bán. 1. Dự án nhà ở xã hội Rise City Thượng Thanh, Rise City Long Biên. 2. Dự án nhà ở xã hội Rise City Tố Hữu. 3. Dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn. 4. Dự án nhà ở xã hội Sunrise Home Thanh Trì. 5. Dự án nhà ở xã hội FLC Garden City. 6. Dự án nhà ở xã hội Udic Eco Tower Hạ Đình. 7. Dự án nhà ở xã hội Hasinko Nguyễn Xiển Đại Kim Center. 8. Dự án nhà ở xã hội Bảo Ngọc City Long Biên. 9. Dự án nhà ở xã hội 486 Ngọc Hồi. 10. Dự án nhà ở xã hội Vân Canh. 11. Dự án nhà ở xã hội Kim Hoa. 12. Dự án nhà ở xã hội Hồng Hà Eco City. 13. Dự án nhà ở xã hội Green Tower Đại Mỗ. Điều kiện vay vốn khi mua nhà ở xã hội. Nhu cầu để vay vốn khi mua nhà ở xã hội không còn mới lạ. Để được vay vốn theo mức lãi suất ưu đãi tại ngân hàng chính sách xã hội thì người vay vốn để mua nhà ở xã hội phải đáp ứng đủ các điều kiện như sau. Người vay vốn để mua nhà ở xã hội là người có nguồn thu nhập và có khả năng trả nợ theo đúng cam kết và thỏa thuận trong hợp đồng vay vốn với ngân hàng chính sách và xã hội. Điều này nhằm đảm bảo khả năng thanh toán cho bên cho vay. Nguồn vốn tự có của người vay vốn để mua nhà ở xã hội được xác định ít nhất phải là 20% so với giá trị căn nhà được ghi nhận trong hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội. Đây là điều kiện tối thiểu để được cho vay vốn. Hàng tháng, người vay vốn để mua nhà ở xã hội phải thực hiện việc gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng chính sách xã hội và thời hạn gửi tiền tiết kiệm tối thiểu phải là 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng chính sách xã hội. Cũng như các điều kiện trên thì điều kiện này nhằm đảm bảo khả năng thanh toán cho bên ngân hàng khi thực hiện vay vốn. Đối với mức gửi hàng tháng được quy định tối thiểu phải bằng mức trả nợ hàng tháng của người vay vốn. Người vay vốn để mua nhà ở xã hội cần phải có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh về thực trạng nhà ở, đối tượng được mua, điều kiện cư trú, thu nhập cá nhân hàng tháng để được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật. Các điều kiện về thực trạng nhà ở, đối tượng được mua, điều kiện cư trú, thu nhập cá nhân hàng tháng được quy định cụ thể theo luật nhà ở 2014. Người vay vốn để mua nhà ở xã hội phải làm giấy đề nghị vay vốn để thực hiện việc mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội. Trong đó, giấy đề nghị vay vốn cần bắt buộc có nội dung cam kết của cá nhân và cam kết của các thành viên trong hộ gia đình đó về việc hiện nay cá nhân này chưa được các ngân hàng khác hoặc các tổ chức tín dụng khác cho vay vốn hỗ trợ ưu đãi nhà ở xã hội. Người vay vốn để mua nhà ở xã hội đã ký kết và cung cấp hợp đồng mua, hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội đó, mà dự án này nằm trong danh sách các dự án xây dựng nhà ở xã hội thuộc các chương trình kế hoạch đầu tư nhà ở xã hội của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ thông tin về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông thông báo. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.